Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi tối ngày 26 tháng 10 năm 2023 Hôm nay thì Vlog Minh Hải như đã hứa với các bạn sẽ dành toàn bộ thời lượng của chương trình ngày hôm nay để nói về huấn luyện viên Công Ngô Kun Và đặc biệt là đến cái câu hỏi mà các bạn có lẽ là đặt ra rất nhiều Vì thời gian vừa rồi Minh Hải chính là người duy nhất nói chuyện về mức lương của huấn luyện viên Công Ngô Kun Và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi cho mình là liệu cái thông tin này có đáng tin cậy hay không Và Minh Hải lấy từ đâu ra thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về thông tin này các bạn cứ yên tâm là hôm nay thì mình cũng sẽ đưa ra những cái câu chuyện nổi cộm nhất về mặt chuyển nhượng, về mặt thông tin Để các bạn sẽ nắm được xem là ngày hôm nay nó diễn ra như thế nào Và thực sự là các bạn cũng sẽ hiểu hơn về cái cách Minh Hải lấy tin, xử lý thông tin và truyền đạt thông tin cho tất cả mọi người Hôm nay thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái chương trình hoàn toàn là rất đặc biệt liên quan đến huấn viên Công Ngô Kun Huấn viên Park Hang Seo và cả những cái câu chuyện mà có lẽ là lần đầu tiên các bạn được nghe và đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất mình giải trình với các bạn về cái cách làm việc của mình Cách mình xử lý thông tin, cách mình truyền đạt thông tin và cái cách mình lấy thông tin luôn Để lần sau các bạn không bao giờ phải đặt ra câu hỏi nữa Và cũng là để cho những người mà họ không lấy được thông tin Họ đừng có nghĩ rằng họ không lấy được thông tin Điều đấy có nghĩa là thông tin đấy chưa bao giờ xuất hiện Và cũng để cho người ta có một cái văn hóa Là khi bạn không có cái thông tin đó thì bạn nên điều tra và nếu khi mà bạn không mà không điều tra được thì bạn nên nói là bạn không điều tra được hoặc là giống như Minh Hải, Minh Hải thường nói với những cái thông tin mà mình không xác minh được hoặc là mình 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 không có cái nguồn tin thì Minh Hải bao giờ cũng nói là Minh Hải không có thông tin đó. Thì chúng ta rất là song phẳng, rất là chia sẻ với nhau. Và mình biết là trong cái câu chuyện liên quan đến uh, chuyển nhượng liên quan đến thông tin thì có thể có những cái thông tin nó sẽ có diễn tiến. Lúc đầu thì nó có có thể thế này nhưng lát nữa nó có thể sẽ là thế khác chứ là cái sự diễn tiến đấy nếu các bạn cập nhật được thì các bạn thấy nó ổn còn nếu không thì cũng mong tất cả chúng ta đừng bao giờ dùng một cái từ nổ cho bất cứ một ai bởi vì là đấy là chẳng qua là chúng ta không biết thôi mình khi mà mình đi bắt đầu đi làm báo thì một người anh một người thầy của mình đã nói với mình một cái câu rất là tổng quát nhưng mà mình hiểu câu chuyện đó tức là à, thế giới này nó hiện lên đúng như những cái gì chúng ta hiểu về nó thôi chúng ta hiểu về nó là như thế chứ còn thực ra thế giới này nó còn đang nắm giữ rất nhiều những cái bí mật với loài người mà chúng ta không biết ý của người anh người thầy có nói với mình là khi đi làm báo ấy nếu các bạn mà có thông tin thì các bạn nghĩ rằng là ở ờ, cái thông tin nó là như thế nhưng mà chúng ta phải điều tra đến đầu đến đũa, xử lý thông tin đủ tốt và khi mà chúng ta không có thông tin đó thì chúng ta cũng đừng nói là người ta bịa và chúng ta cũng đừng phủ nhận rằng nó không có thông tin đấy bởi vì chúng ta không nhận thức được về vấn đề đó nó giống như cái tầm hiểu biết của chúng ta về thế giới nó hiện lên thế giới này nó hiện lên đúng theo cái tầm hiểu biết của chúng ta thôi còn thực ra là cái trái đất này nó nó giữ trong trong mình nó rất nhiều cái bí mật mà loài người chưa thể biết được điều này là điều hết sức bình thường đúng không ạ cho nên là mình cũng rất mong những người làm báo hoặc là những người làm về lĩnh vực thông tin à, chúng ta nên có một cái sự tôn trọng bởi vì khi các bạn không có được thông tin điều đấy có không có nghĩa là thông tin đấy không có chẳng qua là vì các bạn đấy không có khả năng xác minh cái thông tin đó mà thôi hôm nay sẽ là tất tật tật những câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên công ngô kun từ khi ông ấy bắt đầu vào tầm ngắm của liên đoàn bóng đá việt nam cho đến ngày hôm nay và mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn xem ở việt nam đã có bao nhiêu đội mong muốn hoặc là có bao nhiêu đội đã từng đề cập đến huấn luyện viên công ngô kun mà minh hải biết Đấy, còn tất nhiên là rất nhiều những đội bóng họ sẽ nâng lên đặt xuống và không có những cái nếu như mình không có những thông tin thì mình sẽ không chia sẻ có thể có những đội họ có nhu cầu về huấn viên công Ngô Cun, nhưng họ không chia sẻ và mình không biết thì mình phải chịu bây giờ thì minh hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này à, bởi vì là lúc vừa rồi nó hơi bị hỏng cái đường tiếng một tí cho nên là cái chương trình này của chúng ta đã là chương trình thứ ba trong ngày rồi vì mình vừa bị xóa một cái chương trình xong vì tự nhiên không hiểu sao micro nó vẫn hiện màu đỏ nhưng nó lại không nó không chạy cho nên khi mình phải nhập một cái micro khác thực sự là rất là buồn cho nên là cũng rất là mong Cả chương trình này thì chắc chắn là nó sẽ không được thông báo đến đông đảo những người mà đã đăng ký với Minh Hải nên là mình mong là các bạn hãy hãy uh, uh, dành ra một vài giây, các bạn hãy rút giúp mình ấn vào cái nút bàn tay, cái nút like để cái chương trình này đến với đông đảo người hơn và cũng là cách để cho Minh Hải có thể uh, giải thích với các bạn về cách làm việc. Bây giờ sẽ là câu chuyện bắt đầu liên quan đến huấn luyện viên Philip Chuse và phần sau của chương trình mình sẽ kể với các bạn về những cái vấn đề nổi cộm nhất ở trong năm 2023 này và qua đó là các bạn sẽ hiểu cái cách làm việc của mình. Đầu tiên mình phải nhấn mạnh luôn là huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Go là không đến cùng trong một công ty. Không có chung một người đại diện chuyên là xét về mặt lý thuyết và nói là họ không hề có bất cứ một cái mối liên hệ nào với nhau. Chuyên nhiều người cứ nói là huấn luyện viên Park Hang-seo đưa huấn luyện viên Kim Go lên để thay thế bản thân mình thay kia. Đấy là hoàn toàn sai lầm không có liên quan gì luôn. Huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim hiện nay là đang ở hai công ty đại diện khác nhau. Hai công ty này đều đều đến tự Hàn và liên đoàn bóng đá Việt Nam thì cũng tuyển huấn luyện viên Kim một cách độc lập chứ không phải theo cái gợi ý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cái này thì mình có thể khẳng định với các bạn như thế. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo lại có tầm ảnh hưởng cực lớn đến tương lai của huấn luyện viên Kim ở đội U23 Việt Nam. Đấy, thì câu chuyện nó sẽ diễn ra như thế này, mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Đầu tiên, là huấn luyện viên Công Mô cun có những lợi thế để Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể tìm kiếm. Nhưng cái cơ hội đầu tiên mở ra cho huấn luyện viên Công Mô cun là khi huấn luyện viên Park Hang Seo đề nghị là ông sẽ không nắm giữ đội tuyển U23 nữa mà chỉ nắm giữ một mình đội tuyển quốc gia thôi. Tức là lúc đó toàn bộ cái ekip của huấn luyện viên Park Hang Seo là chỉ phục vụ duy nhất cho đội tuyển Việt Nam chứ không phục vụ cho đội U23 nữa và dần dần họ tách ra. Và theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là khi họ tuyển được người mới thì cũng đề nghị là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đào tạo và đánh giá xem là huấn luyện viên đó có đáp ứng được yêu cầu và có đáp ứng được cái lộ trình phát triển của bóng đá Việt Nam hay không. Đó, thì các bạn cũng nhớ là khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức sang chỉ cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, còn đội U23 Việt Nam vào thời điểm đó thì cái ở ở một cái giải đấu các bạn biết rồi đó là Dubai Cup năm 2022 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu huấn luyện viên Lee Young-jin đóng vai trò là huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam dự cái Dubai Cup 2022 và lúc đấy thì huấn luyện viên Gong oh kun là người được đưa vào để làm trợ lý cho huấn luyện viên uh, Lee Young-jin và khi huấn luyện viên Lee Young-jin đi cùng với huấn luyện viên Gong oh kun và để cho huấn luyện viên Gong oh kun sẽ nắm bắt được kế thừa được và từ đó là phát triển được theo những yêu cầu của mình để thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á. Thế là ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn là sẽ có rất nhiều những dấu ấn. nên là cái dấu ấn đầu tiên mình phải nói là huấn luyện viên Park Hang-seo không can thiệp vào việc huấn luyện viên Gong Ngô Kun được lựa chọn, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn để làm huấn luyện viên đội U23. Mà lúc đấy là huấn luyện viên Park Hang-seo không chấp nhận tiếp tục cầm cả U23, cả đội tuyển Việt Nam. Cho nên là đội U23 lúc đấy không có người. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng một lúc giải quyết hai vấn đề một là tìm kiếm một người mà có cùng hệ ngôn ngữ, cùng triết lý bóng đá và cùng rất nhiều những yếu tố khác thì lúc đấy ban tổng thư ký mới đưa ra một cái quyết định đó là lựa chọn một người Hàn Quốc. thì cái tiêu chí đầu tiên là lựa chọn một người Hàn Quốc và đương nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn là từ công ty DJ Management sẽ làm việc đó bởi vì sợ rằng là 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 người ta sẽ hiểu rằng là chúng ta à, kiểu là công ty cần có thêm người làm nữa cho nên là huấn luyện viên Park Hang -seo mới làm như vậy Cho nên là họ đã, họ đã không có giới thiệu Từ công ty DJ Management của huấn luyện viên Park Hang Seo Công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang Seo Của huấn luyện viên Leon Jin Mà chuyển sang một công ty khác Và công ty đấy chính là công ty đại diện Cho huấn luyện viên Công Ngô Kun nhưng tại sao mình lại nói là huấn luyện viên Park Hang Seo không cùng công ty với huấn luyện viên Công Kun nhưng đóng vai trò quyết định đến tương lai của huấn luyện viên Công Kun ở liên đoàn bóng đá Việt Nam thì bởi vì nếu như huấn luyện viên Park Hang Seo lắc đầu thì huấn luyện viên Công Kun sẽ bị thay thế bởi một người khác. Đấy, bởi vì lúc này huấn luyện viên Park Hang Seo được đề nghị là sẽ đưa ra những cái đánh giá của mình, xem có phù hợp hay không và tư vấn cho liên đoàn. Thì cái thông tin này là cái thông tin mà mình có được và đấy là lý do vì sao chúng ta thấy là là huấn luyện viên Công Kun cũng đã rất là cố gắng để tạo ra một cái gì khác biệt và vào thời điểm đấy thì huấn luyện viên Park Hang Seo đã nói là cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang Seo nó là phòng ngự phản công và bây giờ ông mong muốn là đội U23 sẽ chơi bằng thứ bóng đá khác. Tức là chơi đúng cái sở trường của huấn luyện viên Gokuun, tức là chơi pressing tầm cao, tức là chơi tấn công. Không phải là tấn công từ đầu trận đến cuối trận nhưng mà chúng ta sẽ có những cái giai đoạn chúng ta tấn công, tức là chúng ta sẽ tạo cái cơ hội cho các cầu thủ tấn công nhiều hơn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nói với các bạn ba cái lợi thế của huấn luyện viên Một là huấn luyện viên Gokuun là người Hàn Quốc, cái này thì không phải bàn nữa rồi. Vì là người Hàn Quốc cho nên là mới có một cái ngôn ngữ chung và đây chính là cái tiêu chí mà liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn. Đó và bản thân ông cũng đã làm việc, ông là một người Hàn Quốc nhưng rất hiểu bóng đá Đông Nam Á. Bởi vì là ông cũng đã làm việc cho các đội trẻ của Indonesia. Cho nên ông hiểu về bóng đá trẻ của Đông Nam Á và ông cũng hiểu luôn về đội tuyển quốc gia. Rất nhiều người nói là huấn luyện viên Gokuun khả năng rất là cao là sẽ kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang Seo nhưng mình trả lời các bạn luôn là không bao giờ có câu chuyện đó bởi vì liên đoàn bóng đá việt nam cũng đã chuẩn bị trước khi mà lần đầu tiên huấn luyện viên park hang seo đề nghị là không ký hợp đồng gia hạn thêm với liên đoàn bóng đá việt nam nữa thì lúc đấy liên đoàn bóng đá việt nam đã tính toán hai phương án một là thuyết phục huấn luyện viên park hang seo tiếp tục còn nếu không thì sẽ mời một huấn luyện viên người châu âu cái này là nó nằm trong kế hoạch rồi cho nên ngay cả khi huấn luyện viên park hang seo rời đi thì huấn luyện viên uh, Ngô Cun cũng không thể nào kế nhiệm được thì đấy là cái chiến lược của liên đoàn bóng đá việt nam cái lợi thế đầu tiên mình nói rồi là người Hàn Quốc nhưng am hiểu bóng đá Đông Nam Á. Cái thứ hai nữa là cái triết lý bóng đá của huấn luyện viên Kim Kun là rất phù hợp với cái lộ trình phát triển tiếp theo mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần. Cho nên cái lối chơi hiện nay của huấn luyện viên Philip Chu là tấn công là kiểm soát bóng nó rất đúng với cái tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo và cái tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo đấy thì đã được đặt cái nền tảng đầu tiên ở đội U23 mà do huấn luyện viên Kim Kun là người làm huấn luyện viên trưởng. Đó một chiếc lý bóng đá tấn công, kiểm soát bóng, một thứ bóng đá tấn công giàu sức mạnh. Đó và nó dựa trên một cái cơ chế hoạt động là các cầu thủ sẽ hoạt động hết công suất và thường xuyên luân chuyển đội hình, tức là luân, luân chuyển cái vị trí một cách rất là linh hoạt. Yếu tố thứ ba là cái profile của ông à, Gomokun cũng rất tốt, đã từng làm trẻ ở đội các đội trẻ của Hàn Quốc. Đấy và lương thì đặc biệt là thấp. Đó các bạn thấy không? Ạ? thì ở đây nó có ba cái lợi thế là cái lợi thế đầu tiên là huấn viên Park Hang Seo không cầm đội U23 và liên đoàn đá Việt Nam cần một người có chung cái hệ ngôn ngữ đấy là Hàn Quốc và huấn viên Gong Okun cũng là người rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á khi đã làm việc cho Indonesia rồi triết lý bóng đá của ông ấy là tấn công là kiểm soát là áp đặt là pressing tầm cao và thứ ba là profile tốt lương thấp đó là những cái mình chia sẻ với các bạn đấy là lý do vì sao được liên đoàn bóng đá Việt Nam tuyển nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải có một thời gian thử việc. Nói là thử việc thì nghe nó hơi kinh khủng, nhưng đánh giá xem là có phù hợp hay không. Thì đưa huấn luyện viên Kun lên làm trợ lý cho huấn luyện viên Lee Young Jin. Đó, để lúc đấy là huấn luyện viên Lee Young Jin là huấn luyện viên trưởng của đội U23 Việt Nam dự cái Dubai Cup năm 2022. Đó. Và sau đó thì huấn luyện viên Kun đã tách ra à, ở SEA Games 31. Các bạn còn nhớ không ạ? Ở SEA Games 31 thì huấn luyện viên Kono Kuni là ở lại Hà Nội là quản lý toàn bộ cái lực lượng cầu thủ trẻ bị loại tức là không nằm trong diện đá sea games và ông tiếp tục nghiên cứu băng hình ông tiếp tục nghiên cứu đội dự sea games nghiên cứu các cầu thủ mà ông đang quản lý và nghiên cứu luôn cả những cầu thủ đang nằm trong lứa tuổi mà ông sẽ quản lý thì đấy chính là cái lý do vì sao về sau thì ông sẽ cầm cái đội U23 đá đó, U23 châu Á và cái giải đấu đầu tiên và duy nhất huấn luyện viên Ngô Kuni đạt được cái dấu ấn lớn nhất đó là vòng chung kết U23 châu Á mà năm đó chúng ta thấy chúng ta đá với các đối thủ thực sự là chơi một thứ bóng đá rất hay luôn một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt áp đặt giàu tính tấn công đấy và các bạn thấy là đúng là cũng rất là tiếc là vì một số những cái sai lầm mang tính cá nhân và cái nền tảng thể lực của chúng ta chưa đạt được cho nên là huấn luyện viên Công đã phải nói lời chia tay khá là sớm với vòng chung kết U23 châu Á nhưng ông đặc biệt là được lòng của các cổ động viên bởi vì các cổ động viên Việt Nam muốn một lối chơi tấn công muốn một lối, thứ lối chơi nó quyến rũ nó đầy sức mạnh và huấn luyện viên Kagawa lại còn giúp U23 Việt Nam có được những cái thành công tức là có được những cái chiến thắng để lọt vào vòng trong cho nên là chính vì cái lý do đấy cho nên là huấn luyện viên Kagawa là rất được các à, tức là được tất cả những người hâm mộ cũng như là các các quan chức đánh giá rất là cao đó thì à, cái này là chúng ta phải chia sẻ với các bạn như vậy và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đưa ra những cái thông tin Tại sao mình lại nói là huấn luyện viên Gokuun là người không biết là tại sao mình lại không tiếp tục hợp đồng với đội U23 Việt Nam? Thì đây chính là câu hỏi mà người đại diện của huấn luyện viên Gokuun khi sang Việt Nam gặp mình thì cũng đã đặt ra cho mình và mình đã giải thích ngay trong cái buổi cà phê ngày hôm đấy. Chính xác là khi cái công ty, chính xác là người đại diện của huấn luyện viên Gokuun sang Việt Nam, đấy tìm kiếm cơ hội cho huấn luyện viên Gokuun và cũng để gặp gỡ rất là nhiều các đối tác. Thì hôm đấy anh ấy có đề nghị là gặp mình đấy thì đại diện của anh ấy ở Việt Nam cũng như anh ấy cùng với mình đi uống cà phê tức là trong cuộc cà phê đấy là chỉ có ba người thôi đó trong cuộc cà phê đấy thì ông anh ấy hỏi rất là nhiều câu chuyện và đương nhiên là mình cũng phải hỏi bởi vì mình thực sự là mong muốn là ông huấn luyện viên Ogun quay trở lại Việt Nam ông có thể giúp cho các đội bóng tốt tức là ở đây chúng ta sẽ giải thích được uh, ở dưới hai cái góc độ góc độ là người quý mến huấn luyện viên Ogun và góc độ là người yêu mến cái nền bóng đá của chúng ta thì mình nói thẳng luôn với người đại diện của huấn luyện viên công Ngô Cun là tôi rất thích cái triết lý bóng đá của huấn luyện viên công Ngô Cun. tức là ông có một cái tầm nhìn ông có một cái chiến lược để phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai dài tức là trong dài hạn nhưng ông vẫn đề cao cái tính chiến đấu ở trong thời điểm hiện tại và cái tính giải trí cái tính công hiến trong lối chơi của ông là rất cao mình rất thích cái điều đấy và ở Việt Nam bây giờ đặc biệt là những đội bóng lớn thì họ mong muốn họ bỏ tiền ra rất là nhiều tiền để họ mua những cầu thủ giỏi không phải là để để chơi phòng ngự phản công không phải để chơi một thứ bóng đá cào cấu để cầu may đấy chứ họ cần một cái lối chơi một cái lối chơi thực sự có sức sống một cái lối chơi thực sự nó có có nền tảng để vừa phát huy được ở hiện tại mà vừa có thể à, phát triển được ở trong tương lai thì lúc đấy mình có nói là tôi không có tôi không có che giấu là tôi rất là thích huấn luyện viên công Ngô Cun. cho nên là bằng mọi cách tôi sẽ cố gắng là đưa các đội bóng cần huấn luyện viên đến với huấn luyện viên Công và đưa huấn luyện viên Công đến với những đội bóng cần ông ấy, cần triết lý bóng đá của ông ấy. Cho nên là mình đã chia sẻ với các bạn là trong buổi nói chuyện đó thì mình đã giải thích cho cho người đại diện của huấn luyện viên Công là tại sao ông Công lại bị kết bị kết thúc hợp đồng sớm trước thời hạn mà bản thân ông ấy cũng không biết cái lý do. Thì mình có nói là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sở dĩ là phải cắt hợp đồng với huấn luyện viên Công mà không giải thích là bởi vì lúc đấy huấn luyện viên Philip Chuse đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam là phải đưa ra một cái quyết định đó là để cho ông cầm cả đội tuyển quốc gia và cả đội U23. Ông chỉ nhận lương ở đội tuyển quốc gia thôi nhưng ông sẽ kiêm nhiệm thêm đội U23 bởi vì ông muốn là thành lập một đội bóng chúng ta tạm gọi là một đội bóng trẻ. Nó là đội ngũ kế cận cho đội tuyển quốc gia và ông cần đội tuyển quốc gia và đội U23 đó phải chơi một thứ bóng đá giống nhau, tức là ngôn ngữ bóng đá giống nhau, triết lý bóng đá giống nhau, cái ý tưởng bóng đá giống nhau và cách di chuyển nó phải giống nhau. Cho nên ông nói là để đội tuyển quốc gia chơi tốt thì đội U23 là đội ngũ kế cận phải có chung ngôn ngữ. Cho nên ông nói là ông không lấy tiền lương ở đội U23 mà ông chỉ lấy tiền lương ở đội tuyển quốc gia thôi nhưng ông sẽ kiêm nghiệm thêm đội U23 để tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia. Và đấy là lý do vì sao huấn luyện viên Công Ngô Cun đang làm tốt công việc tự nhiên bị cắt hợp đồng. Và lúc đấy thì bản thân huấn luyện viên Công Ngô Cun và công ty đại diện cũng không biết. Mình chính là người chia sẻ với người đại diện có viết giấy tờ đàng hoàng của huấn luyện công Đấy và mình chia sẻ nó rất là rõ ràng. Đấy là cái mà mình chia sẻ với các bạn và mình cũng nói là nếu như huấn luyện công muốn đến Việt Nam làm việc thì bây giờ bây giờ anh muốn nhờ tôi thì bây giờ tôi phải hỏi là khi mà tôi giới thiệu cho một ai đó thì tôi phải biết là lương của ông ấy là bao nhiêu. Đúng không ạ? Thì có họ có chia sẻ với mình là khoảng tầm từ 25 đến 30 000 Thì mình nói là 25 30 000 thì chịu rồi. 25 30 000 thì chắc chắn là rất khó bởi vì lúc đấy thì câu lạc bộ Hà Nội còn huấn luyện viên Badovic đấy và thứ hai nữa là đội Công an Hà Nội lúc đấy thì cũng đã có manh nha là có kết nối với huấn luyện viên Mano Kinh. cho nên là thực sự là đến bây giờ là rất là khó Vũ Hồng Việt thì vẫn ở Nam Định đúng không ạ Anh Thạch Bảo Khanh vẫn ở Việt Theo đấy có một thời tưởng như là về bên các Bình Dương nhưng mà anh Lê Huỳnh Đức thì các bạn biết rồi là cũng đã đến từ cuối mùa năm ngoái và anh Lê Huỳnh Đức khi mà đạt được cái thỏa thuận thì anh cũng sẽ ở lại thì vấn đề nằm ở chỗ là bây giờ nếu mà với một cái mức lương từ 25 đến 30.000, tức là nó rơi vào khoảng tầm 700 triệu, mình nói thẳng luôn là không có cơ hội. Bởi vì hiện nay ở Việt Nam ấy thì mình nghĩ là chỉ có những đội bóng lớn họ mới có đủ tiền để chi trả cái khoản tiền đó. Mà 700 triệu đấy là chỉ trả lương cho một mình huấn luyện viên cun chưa tính thuế. Nếu mà tính thuế nữa thì nó phải lên đến khoảng tầm gần 1 tỷ. Và kể cả là chúng ta có tính thuế rồi thì đấy cũng chưa phải là tổng chi phí bởi vì một huấn viên đến bao giờ cũng phải có những người trợ lý Vấn đề là ông mang theo bao nhiêu trợ lý Ông mang thêm 3 người, 4 người hay 5 người Thì để trả lương cho cái nhóm trợ lý của ông đấy Cũng phải mất khoảng tầm 1 tỷ nữa Như vậy mỗi một tháng là người ta mất khoảng 2 tỷ Một năm là mất khoảng 24, 24 tỷ Nó tương đương với 1 triệu đô Thì mình nghĩ là với những đội bóng nhỏ là không thể Và lúc đấy thì mình đã chia sẻ rất là rõ ràng Với công ty đại diện của huấn viên Công Ngô Cun Ở đây bạn Thọ Trần nói là Minh Hải bao biện bạn cứ nghe hết câu chuyện này đi thì nếu lúc đấy bạn vẫn nghĩ là bao biện thì mình phải chấp nhận và trong buổi đấy chỉ có ba người tức là có mình có người đại diện của huấn luyện viên công Kun đến từ hàn quốc và đối tác của cái công ty đến từ hàn quốc đó ở việt nam tức là chỉ có ba người đó và cái câu chuyện mình khẳng định luôn với các bạn là công ty đại diện của huấn luyện viên công Kun không bao giờ dám đứng trước mặt mình mà nói là không có chuyện đề xuất là cái mức lương là từ 25 đến 30 nghìn cái đấy là khẳng định luôn với các bạn là như thế bởi vì câu chuyện đó là câu chuyện chính người đại diện của của huấn luyện viên Gomokun nói với mình và mình nói luôn là lúc đấy là phải cancel hết, tất cả mọi thứ đều không thể thực hiện được. Đó. Và mình cũng nói thêm với các bạn là ở Việt Nam có bao nhiêu đội đã từng mong muốn có được huấn luyện viên Gomokun. Thực ra thì ông Gomokun là người mà rất nhiều đội thích nhưng mà lại rất ít đội liên hệ. Phải nói là rất nhiều đội thích, có thể là do liên quan đến uh, tài chính có thể là liên quan đến những cái giải pháp họ đã có những cái giải pháp tốt hơn hoặc là nó an toàn hơn mình nói luôn là sông lam nghệ an là một trong những đội đã từng nghĩ đến huấn luyện uh, viên gông ngô cun shb đà nẵng đã từng là đội nghĩ đến huấn luyện viên gông ngô cun BKM bình dương đã từng nghĩ đến huấn luyện viên gông ngô cun Đấy, và gần nhất các bạn thấy là đó ngay sau khi mà huấn luyện viên badovic nghỉ thì đội hà fc cũng đã nghĩ đến huấn luyện viên gông ngô cun Thậm chí là họ đã đi tuyển người Họ đã đi tuyển trợ lý ngôn ngữ tiếng Hàn cho đội bóng Nhưng đến thời điểm này nó đã bị lắng xuống Bởi Cristiano Roland đang là người được xem xét Và hiện nay thì đội Hà Nội FC họ vẫn đang cảm thấy rất yên tâm Với bộ đôi là Hoàng Văn Phúc và Lê Đức Tuấn Cho nên tới đây là huấn luyện viên Lê Đức Tuấn và 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 anh Hoàng Văn Phúc sẽ chịu trách nhiệm quản lý đội bóng cũng như là quản lý những cái vấn đề liên quan đến đến chuyên môn. Hiện nay chỉ còn một mình đội Công an Hà Nội mà thôi bởi vì Công an Hà Nội thì hiện nay anh Trần Tiến Đại đang là huấn luyện viên trưởng được đăng ký. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ là sau trận thua uh, Thanh Hóa trong trận tranh siêu cúp và gần nhất là một trận hòa trong một cái thế phải nói là rất giật đuổi trước uh, quy nhân bình định. Lãnh đạo câu lạc bộ cũng đã tính là có khi phải tính toán lại. Huấn luyện viên mano polking nếu mà sớm sang ở trong tháng 10 thì tốt nhưng khổ một nỗi là liên đoàn bóng đá Thái Lan lại không nhả người vì liên đoàn bóng đá Thái Lan không nhả người cho nên là câu lạc bộ Công an Hà Nội lại dính vào một cái khoảng rất là khó. Đấy. Và khi mà huấn luyện viên Mano Polking sẽ còn phải tiếp tục làm việc ở hai trận đấu vào tháng 11. Đấy, cái FIFA đây vào tháng 11, hai trận ở vòng loại thứ hai. Nếu như thành tích tốt thì không nói làm gì. Đúng không ạ? Nếu mà thành tích tốt thì liên đoàn bóng đá Thái Lan khả năng là sẽ vẫn giữ. Và nếu mà vẫn giữ thì có nghĩa là phải đầu năm 2024 thì ông Mano Pong Kinh mới thể sang được. Cho nên là đến bây giờ là câu lạc bộ Công an Hà Nội họ phải tính toán. Và hiện nay theo như đánh giá của mình thì đội bóng mà có tức là đội bóng mà đang muốn có huấn viên Công mô Cun và cũng là cơ hội cao nhất dành cho huấn viên Công mô Cun đến đấy chính là đội Công an Hà Nội chứ không phải đội nào khác. Thì đấy chính là những cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được. Còn nếu các bạn vẫn nói là mình bao biện đâu bạn gì vừa nói mình bao biện đó nhỉ đây bạn thọ trần nếu mà bạn vẫn còn nghĩ là mình bao biện thì mình xin lỗi bởi vì là mình không còn cách nào để nói thêm với các bạn nữa và khi tất cả những tờ báo khác hoặc là những trang tin khác họ không có thông tin đấy đơn giản bởi vì có thể là họ không ngồi với người đại diện của huấn luyện viên công ngô Cun, hoặc là họ có ngồi nhưng họ không đặt ra câu hỏi giống như mình đó thì cái này phải chia sẻ rất là thành thật và thời gian vừa rồi đến bây giờ mình mình phải khẳng định luôn với các bạn là mình vẫn đang hỗ trợ cho công ty đại diện của huấn luyện viên Gomogun để đưa ông ấy sang Việt Nam. Và cũng đang có những sự tư vấn để giúp cho ông ấy có thể có thành công sớm nhất ở Việt Nam. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn lại thì tùy các bạn, các bạn nghĩ sao cũng được. Đó, vì mình đã làm bằng tất cả khả năng của mình rồi. Đó, còn lại thì mọi thứ đến bây giờ là nó thuộc cái quyền phán xét của mọi người mình đã chia sẻ tất cả những gì là gan ruột nhất bình thường ra thì một phóng viên không bao giờ họ chia sẻ điều này bởi vì sao bởi vì nó không có một cái ý nghĩa gì với mọi người cả cái mọi người quan tâm là gì ông công ogun bây giờ đòi lương bao nhiêu thì mình nghĩ là mình lấy được cái thông tin đó thì mình cứ đưa cho mọi người một cách rất là bình thường thôi đấy nhưng mà mình không ngờ là sau khi mình đưa ra cái thông tin đó thì rất nhiều những cái thông tin ngược chiều nó lại chia sẻ và nó trích luôn cả cái việc là là người đại diện của huấn luyện viên nói nó không có câu chuyện đó. Lát nữa mình sẽ chia sẻ với các bạn là chính những người trong cuộc họ phủ nhận cái thông tin mình đưa ra nhưng về sau thông tin nó lại trúng phóc. ở phần sau mình sẽ giải thích cho các bạn là cái cách mình lấy tin, cách mình xử lý thông tin và cách mình truyền tải thông tin về các bạn như thế nào. thì đó chính là những cái mình chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu. còn bạn Thọ Trần nói là Minh Hải bao biện thì tùy mọi người. mình không có sau khi mình đã giải thích tất cả với mọi người rồi thì đến bây giờ thì nó là việc của tất cả mọi người chứ nó không còn là chuyện của mình nữa. Mình đã giải thích và đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất mình sẽ trích nguồn theo cái kiểu như thế này để mọi người hiểu. Bởi vì là khi anh ấy sang bên này, anh ấy muốn gặp mình và anh ấy muốn tư vấn, mình nói thẳng luôn mà. Nếu bạn hỏi mình thật, mình sẽ trả lời thật. Nếu bạn thật sự cần một cái nguồn tin hoặc bạn cần có một cái cơ hội để kết nối với các câu lạc bộ thì mình có thể giúp bạn đấy thì nó rất là đơn giản bởi vì là các chủ tịch của các câu lạc bộ hay là các giám đốc điều hành thì thực sự luôn là mình có mối quan hệ rất là tốt với họ cái việc mà mình giới thiệu ông A ông B ông C thì nó là rất là đơn giản đấy thậm chí là chiều ngày hôm nay mình vừa nói chuyện với huấn viên à, à, với giám đốc kỹ thuật Julian Gd mình nói là ông của muốn sang Việt Nam làm việc không hiện nay đang có rất nhiều những cái vị trí nếu mà ông cảm thấy thú vị thì ok tôi sẽ giới thiệu cho ông và ở đây là giới thiệu với tư cách là một người bạn Ông Duy nói luôn là tao rất là hiểu mày luôn Ok, mày cứ giúp đỡ tao Nếu mà sang được thì tao rất là muốn sang Vì tao rất yêu Việt Nam, rất nhớ Việt Nam Thậm chí là ông ấy định bảo là Hay là tao sang Việt Nam khoảng tầm một tuần Sang để đi với mày, với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn Đi uống với nhau cốc bia Xong rồi tao lại trở về Hà Lan với vợ Thực sự luôn là mình cảm thấy rất là rất là hạnh phúc Khi mà có những người bạn như vậy chưa là khi người ta đặt ra một câu hỏi chân tình, mình sẽ trả lời bằng một câu hỏi chân tình. Còn tất nhiên là những người đại diện thì họ sẽ phải có những cái cách tương tác khác nhau. Ở phần sau mình sẽ trả lời với các bạn là tại sao nó lại như vậy. Ok. Ở phần sau mình sẽ trả lời nhé. Các bạn có câu hỏi gì về câu chuyện này các bạn cứ đặt ra. Hôm nay mình sẽ chỉ dành nguyên chương trình để nói về câu chuyện này thôi. Số điện thoại mình để trên logo à, 024-7777-8877 Và website là shop vn Các bạn cứ alo đến số điện thoại này. 100% là sẽ được tư vấn miễn phí 24 7 Cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai Đó là câu chuyện liên quan đến Ở lại mất tiếng à Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo Bực quá mọi người ơi, mình quên mất rồi, mình quên mất cả bên này Xin lỗi mọi người, bây giờ biết làm sao được thôi không sao các bạn nhớ cho mình là cái uh, tất cả những cái sản phẩm mình chia sẻ với các bạn là nó, nó ở uh, đông á shop vn mình quên mất là khi mình ép cái micro vào cái bên này mình lại quên mình không uh, không ép sang bên kia cho nên là nó đã bị uh, mất tiếng thôi không sao lát nữa thì mình sẽ xóa nó đi nó ok rồi âm thanh ok rồi đúng không ạ các bạn đợi mình một tí nhá mình sẽ xử lý cái này ngay alo một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10. các bạn đã nghe tiếng được rồi đúng không ạ? Các bạn nghe được tiếng chưa? ạ? Không phải bị hack đâu, mình uh, do mình đấy, do mình tất cả là do mình đấy. Thôi không sao. Nói chung là bực mình quá các bạn ạ. Không biết làm nào bây giờ đấy. Bây giờ cái uh, câu chuyện về uh, cái này nó hơi buồn. Thôi không sao. Bây giờ mình sẽ giải thích, uh, chia sẻ với các bạn thêm về cái câu chuyện liên quan đến phần sau, tức là câu chuyện mà các bạn đặt ra với mình là là trong tất cả những cái câu chuyện vừa rồi thì mình chia sẻ như nào thì hôm nay mình sẽ nói với các bạn là những người đại diện hoặc những người trong cuộc họ nói thì các bạn cũng chỉ tham khảo thôi, đừng tin vội. Bởi vì là đầu năm các bạn nhớ không, đầu năm là khi mình nói là huấn viên Philip Chu sẽ được Liên đoàn đá Việt Nam ký hợp đồng. Lúc đấy thì chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam các bạn search vào xem, chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã chia sẻ là không phải tức là họ chưa ký hợp đồng với huấn luyện viên Philip Chu C. Nhưng mình đã khẳng định với các bạn là họ ký hợp đồng với huấn luyện viên Philip Chu C. Họ nói là chưa ký hợp đồng là hoàn toàn chính xác nhưng mình nói là sẽ ký hợp đồng chứ mình chưa nói là đã ký hợp đồng. Đấy, cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam dùng cái từ đấy họ chơi chữ thôi. Tức là lúc đó mình đã biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philip Chu đã đã ok tất cả mọi điều khoản rồi Và họ chỉ chờ ngày mùng 1 tháng 3 để họ ngồi vào ký hợp đồng Như thế thôi, rất là đơn giản như vậy Và bản hợp đồng sẽ được kích hoạt từ ngày mùng 1 tháng 3 Và trước đó là liên đoàn lại tính là ở à, thôi, bây giờ tính toán làm sao kiếm một cái ngày thật là đẹp Kính kiếm được một ngày thật là đẹp Để làm sao đấy giúp cho đôi bên có được sự hành thông Thì à, cũng chia sẻ với mọi người như vậy ngay cả khi liên đoàn đá việt nam nói là họ chưa ký hợp đồng với huấn luyện viên philip chucie lúc đấy rất nhiều người tấn công mình nói là minh hải nói không đúng rồi cầm đèn chạy trước ô tô nhưng về sau khi mà liên đoàn đá việt nam ký hợp đồng với huấn luyện viên philip chucie thì không có ai đứng ra có một lời xin lỗi với mình kể cả những cái trang kể cả những cái người mà đã từng xúc phạm mình rồi sau đó là vụ của quang hải mình cũng nói về việc là công an hà nội đã ký hợp đồng à sẽ ký hợp đồng với quang hải nhưng mà lúc đấy thì người đại diện của quang hải cũng nói là không và bạn ấy cảm thấy rất bất ngờ tỏ ra rất là bất ngờ trên trang cá nhân của bạn đấy nói là rồi lại có những câu chuyện hay đáng xem đây nhưng về sau thì công an hà nội đã ký hợp đồng với nguyễn quang hải nhưng mà chính bản thân những người xúc phạm mình cũng không bao giờ đưa ra một lời giải thích và cũng không đưa ra một cái lời xin lỗi đối với mình mình thì không cho rằng những lời xin lỗi của họ nó là giá trị đối với mình bởi vì mình chỉ quan tâm là các bạn các bạn đối với mình như thế nào thôi đó Thì cái mà mình muốn chia sẻ ở đây ấy, Là chúng mình có những biện pháp nghiệp vụ Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là Tại sao mình lại đưa ra thông tin như vậy Thì xin thưa với các bạn là Ngay sau khi đại hội liên đoàn bóng đá Việt Nam xong Lúc đấy anh Trần Quốc Tuấn trở thành Tân chủ tịch của liên đoàn bóng đá Việt Nam Thì trong cái buổi ăn tối ngày hôm đấy Rất nhiều người đến chúc mừng Thì mình đã, nhớ, mình đã có được cái thông tin Là huấn luyện viên Philip Chu hiện nay Đang là ứng cử viên số 1 Điều đấy là điều quan trọng nhất và từ đó là mình bắt đầu đeo bám cái thông tin của huấn luyện viên Philip Chu C và mình cập nhật được rất nhiều những thông tin. Bao nhiêu những ứng cử viên đều đã không và mình cái đợt đó mình có nói là sẽ chỉ có duy nhất một mình huấn luyện viên Philip Chu C là được đàm phán. Và sau đó là mình cập nhật xem là kế hoạch của ông Philip Chu C như nào, những cái điều khoản trong hợp đồng của ông ấy như nào và cuối cùng mọi thứ khớp lại hết. Mọi thứ khớp lại ở một cái khâu cực kỳ quan trọng, đó là có một nhà tài trợ đã chi trả toàn bộ lương cho huấn luyện viên Philip Chu Xê Liên đoàn bóng đá Việt Nam có rất nhiều những cái uh, cân nhắc tính toán. Vì các bạn biết là cái kế hoạch của của huấn luyện viên Philip Chu Xê nó rơi vào khoảng tầm 80 trang. Đó và bản thân cái hợp đồng của huấn luyện viên Philip Chu Xê nó phải rơi rơi vào khoảng tầm 30 trang, rất nhiều phụ lục các thứ. Và khi mà mọi thứ nó xong xuôi rồi chuẩn bị nghỉ Tết âm lịch. Đúng không ạ? Thì mình có nói với các bạn là thôi, hợp đồng chưa ký đâu nhưng mà chắc chắn là sẽ ký lúc đấy liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đưa ra rất là nhiều và mình nói thẳng luôn liên đoàn bóng đá họ Việt Nam họ cũng biết mình rất nhiều người của bóng đá Việt Nam biết mình cho nên là mình xin thưa với các bạn luôn là họ cũng chỉ nói như vậy thôi chứ còn họ không bao giờ nói là cái thông tin của Vlog Minh hải sai thậm chí có người còn nói với mình là ừ rồi đang đàm phán thế này mà ông cứ đưa như thế này thì tôi cũng khó lắm bảo không việc đàm phán là việc của các anh còn thông tin của em muốn đưa đến khán giả nhanh nhất và chính xác nhất nó phải là thuộc về em anh cứ phục vụ cho mục tiêu của anh còn em phải phục vụ cho mục tiêu của em chứ đúng không Đấy là một Cái thứ hai là câu chuyện của Quang Hải Tại sao người đại diện vẫn nói là chưa Nhưng mình nói là ok rồi Bởi vì hai yếu tố Hai yếu tố này quan trọng lắm Yếu tố đầu tiên nó liên quan đến chiếc áo đấu Câu lạc bộ công an Hà Nội đã in chiếc áo đấu của Quang Hải rồi Và các bạn biết là nhà mình thì có Minh Hải Sport Mình không có lạ gì cái câu chuyện đó cả Đúng không ạ? Và cái thứ hai mình biết được là khi Quang Hải đã hết hợp đồng với Tức là đã được thanh lý hợp đồng với POFC thì lúc đấy chỉ có duy nhất một đội bóng muốn có Quang Hải đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội và mình có hỏi là tại sao câu lạc bộ Hà Nội FC lại không muốn là bởi vì lúc đấy Công an Hà Nội họ trả mức lương quá cao mức lót tay quá cao mà câu lạc bộ Hà Nội họ không muốn phá vỡ cái nguyên tắc về chuyển nhượng và đấy là lý do vì sao mình đưa ra và những cái nguồn tin về báo chí thì các bạn biết rồi là chỉ cần hỏi một câu xác minh là có đúng là như thế hay không Ok mọi thứ xong xuôi rồi Chỉ đợi Quang Hải về sau đó là đôi bên khớp lệnh với nhau là xong Tức là thậm chí còn bỏ qua luôn cả cái giai đoạn kiểm tra y tế Đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn Để các bạn hiểu là cái cơ chế lấy thông tin của mình như thế nào đó Và cũng rất quan trọng Đấy là câu chuyện liên quan đến xử lý thông tin và truyền tải thông tin cho các bạn Đến ngày hôm nay thì mình sẽ mình đã trả lời với các bạn tất cả những cái gì mình muốn và cũng rất là mong là các bạn sẽ hiểu cái cách mà mình lấy tin. Thông tin của mình bao giờ cũng thế, cái cổng thông tin của mình bao giờ nó phải có ít nhất hai chìa khóa. Khi mà một người nào đấy nói với mình thì nó mới chỉ là chiếc khóa đầu tiên thôi. Và về sau mình phải kiểm tra chéo để xem xem là cái khóa thứ hai này nó có đồng nhất với khóa thứ nhất không. Nếu cả hai cái khóa này mà nó cùng mở thì cái cánh cửa thông tin nó mới được mở ra. Không bao giờ nên ẩu. Đó, mà mình nói với các bạn kể cả cái câu chuyện mà các bạn có đặt ra như thế nào cũng được nhưng mà vấn đề ở đây là chúng mình có triết lý làm của mình và chúng mình thì bao giờ cũng thế bọn mình thì luôn luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể để mang đến cho các bạn những thông tin chứ ở đây là mình không có cái động cơ là tại sao mình phải bởi vì các bạn biết là nếu mà bây giờ liên đoàn mà chưa có được cái sự ký kết với ông chu thì mình cứ nói là chưa quang hải chưa ký hợp đồng hoặc là chưa thể về công an hà nội thì mình có thể nói thẳng là chưa nó cũng là thông tin mà nhưng khi mình đã xác minh được rồi thì mình sẽ nói thẳng với các bạn là như vậy cho nên là mình xin được nói với tất cả những người mà nói rằng là cái thông tin của người này người này sai là các bạn thứ nhất là các bạn quá quá hợm hĩnh bởi vì trên đời này không có bất cứ một ai có thể biết hết được à và cái câu chuyện huấn viên Mano Polking đó, xin thưa với các bạn luôn là rất nhiều người thậm chí là cả quan chức của câu lạc bộ À, công an Hà Nội lúc đấy còn chưa biết huấn viên Mano Pôn kinh nhưng mình có một cái manh mối là một người bạn của mình ở sân bay nội bài nhìn thấy huấn viên Mano Pôn kinh thì mình bắt đầu tính là à bây giờ ông sang đây là vì cái gì? Công an à, đội à, Hà Nội FC thì không, thì còn chỉ có công an Hà Nội thôi, mình kiểm tra với công an Hà Nội và mình biết ngay là có. Và sau đấy từ cái manh mối đó mình bắt đầu dò ra thì mình biết là đã ký hợp đồng sơ bộ là 3 năm, tức là ký hợp đồng ghi nhớ là 3 năm nó chưa phải là hợp đồng nhưng nó là một cái biên bản ghi nhớ và huấn luyện viên Mano Poonking nếu sang Việt Nam thì sẽ mang theo hai trợ lý một là chuyên gia phân tích hình ảnh và hai là huấn luyện viên thủ môn và ông ấy sẽ làm huấn luyện viên còn anh Trần Tiến Đại sẽ lại trở về làm giám đốc kỹ thuật và mình đã nói với các bạn rất nhiều về cái thông tin đó rồi đó. và hoàn toàn mọi thứ nó phải có manh mối Lê Hữu Hoan có nói là ông Gomoku đã sang Việt Nam chưa chưa nhé bạn nhé khi nào mà câu lạc bộ và người đại diện ký được hợp đồng với nhau thì lúc đấy huấn luyện viên Gongoku mới sang. Huấn luyện viên Gongoku hiện nay không phải đang ở Hàn Quốc. Huấn luyện viên Gongoku hiện nay đang ở Mỹ. Ông ấy đang ở Mỹ với gia đình. Và người đại diện của huấn luyện viên Gongoku thì mới trở về từ Bắc Sa. Đó, anh ấy vừa đi châu Âu về. Và hiện nay nếu đôi bên mà làm việc được với nhau thì trong khoảng thời gian ngắn tới đây thì họ sẽ có thể có mặt ở Việt Nam. Đó là những cái gì mình mình chia sẻ với các bạn. Rất mong là tất cả mọi người sẽ hiểu cho cái công việc của chúng mình Không phải lúc nào cũng có thể trình bày với các bạn từng ly từng tí cặn kẽ Về cái thông tin nó đến như thế nào, mình xử lý thông tin ra sao Rồi mình truyền tải thông tin cho các bạn như thế nào Nhưng mình đảm bảo luôn với các bạn là ngày hôm nay cũng là giải thích cho những người Mà đang nói là mình nổ, mình nói phét hoặc cầm đèn chạy trước ô tô Người ta phải hiểu một điều là một phóng viên như mình đã làm việc đến năm nay là sang năm thứ 21 và có rất là nhiều những cái À, công việc có rất là nhiều những cái thời gian phải lo cho những cái việc khác mình không có thời gian để mình có thể chia sẻ với các bạn từng ly từng tí là nó làm như nào và cái này nó là biện pháp nghiệp vụ cho nên là không có ai các bạn chả quan tâm đến cái câu chuyện là thằng minh hải nó đi lấy tin như thế nào quan trọng là cái thông tin mày mang về nó có hay hay không nó có chính xác hay không chấm hết đối với mình nó chỉ là như thế thôi đó và cũng rất mong là tất cả mọi người sẽ thông cảm sẽ đồng cảm và sẽ ủng hộ mình bởi vì không phải lúc nào mình cũng muốn chia sẻ những cái điều như này lộ hết cả bí mật đúng không ạ chứ là cái mà mình muốn uh, chia sẻ một chút đấy bạn hiếu nguyễn là nói lại bớt nổ một tí thì chương trình hay hơn à, từ bây giờ có lẽ là sau khi mình đã chia sẻ những cái này rồi thì tất cả những cái comment nào từ bây giờ nó có một cái từ nổ là mình sẽ ngay lập tức mình sẽ block ngay ok chúng ta nên tôn trọng nhau bởi vì các bạn cũng đã thấy là để đưa đến một cái thông tin cho mọi người là chúng mình cũng đã phải hoạt động hết tốc lực bằng tất cả những cái gì bọn mình có để mang lại cho mọi người những cái thông tin. Xong rồi nhận lại là ở ông nổ vừa thôi, ông cầm đèn chạy chiếc ô tô. Lúc đấy thì bọn mình rất là buồn. Các bạn chính là động lực để chúng mình phấn đấu, để chúng mình nói chung là phải để chiến thắng cái sự uh, cái sự lười nhác của bản thân. Mình không bao giờ mình tự hài lòng với những gì đang có mà mình luôn luôn phải phấn đấu. À hôm nay có cái thông tin này rồi, không thể hài lòng với nó được, phải phát triển nó thêm nữa phải làm đào sâu hơn nữa. Đấy là lý do vì sao mình luôn luôn chia sẻ với các bạn những câu chuyện như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và ngày hôm nay thì uh, Minh Hải cũng đã chút được bầu tâm sự với mọi người rồi, không sao cả. Đó. Tất cả mọi thứ mình rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình, sẽ thấu hiểu cho mình và các bạn cũng cùng với mình để kiến tạo ra một cái không gian thật sự văn minh mà ở đó chúng ta dựa trên cái sự tin tưởng nhau là chính. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở trên ở trên màn hình chúng ta hôm nay có rất nhiều những combo, những combo thật là tuyệt vời. Chúng ta hiện nay đang có những combo để các bạn mua quần áo đây. Có combo hai sơ mi một áo khoác và hai áo khoác một sơ mi thì đều có giá là 1 triệu 898 000 và các bạn sẽ được tặng một ví ví da cá sấu trị giá đến tận 1 triệu 598 000 Mình xin nhắc lại là combo hai áo sơ mi một chiếc áo khoác hay là com, cái combo hai chiếc áo khoác, một chiếc áo sơ mi thì giá đều có là 1 triệu 898 nghìn cộng một ví da cá sấu. Tức là các bạn được tặng một ví da, ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598 nghìn. Còn nếu các bạn mua một áo sơ mi cộng một chiếc áo khoác thì giá là 1 triệu 498 nghìn và các bạn vẫn được tặng một chiếc ví da cá sấu. Các bạn nhớ nhé. Ví dụ combo này của mình là một sơ mi, một áo khoác thì giá là 1 triệu 498 nghìn các bạn được tặng một ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598.000 Còn nếu các bạn mua hai áo sơ mi một áo khoác hoặc hai áo khoác một áo sơ mi đấy, thì giá là 1 triệu 898.000 và các bạn sẽ được tặng một ví da cá sấu trị giá 1 triệu 598.000 các bạn à, có thể mua áo một size áo uh, sơ mi một size áo khoác một size tùy các bạn các bạn lựa chọn thoải mái tẹt ga chúng mình có rất nhiều màu rất nhiều size cho các bạn lựa chọn số điện thoại mình để trên logo 0889333300 website là vicento.vn và ở đây còn có rất nhiều những sản phẩm với những cái combo các bạn có thể tự nhặt cái combo các bạn muốn mua một cái áo sơ mi một cái áo khoác một cái ổ điện hoàn toàn có combo cho các bạn luôn phần quà tặng thoải mái luôn đó các bạn nhớ nhá số điện thoại là 0889333300 website là vicento.vn và địa chỉ là 240 Mạng, hà nội cảm ơn các bạn rất nhiều Bạn Thông Nguyễn mình xem chương trình của anh lâu rồi, họ nói gì kệ họ, Minh Hải cứ làm hết sức mình là ok. Cảm ơn bạn Thông Nguyễn. Thực ra là mình cũng đang cố gắng làm hết mình nhưng mà thỉnh thoảng cứ bị chửi là mình cảm thấy nó thực sự là nó buồn lắm. Cho nên là cũng muốn là thôi chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Còn nếu mà ai đó mà cứ cố tình thì mình sẽ có cái biện pháp của mình. Việt Trần của nó là Philip Nguyễn có kịp lên đội tuyển không anh Hải? Mình nghĩ là khả năng là kịp hiện nay thì uh, liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Philip Chu C rất là chờ đợi và thậm chí là huấn luyện viên Philip Chu C cũng đã được thông báo là trong tháng 10 này thì Philip Nguyễn sẽ có quốc tịch ngày mai mình sẽ kiểm tra lại cái quốc tịch của Philip sau đó là sẽ chia sẻ lại với mọi người bạn Trung Lê có hỏi là hôm nào Minh Hải lên làm sân Mỹ Đình mặt cỏ sân có đẹp không OK bạn à, tháng 11, 21 tháng 11 chúng ta đá với Iraq là ở trên sân Mỹ Đình. Chắc chắn là mặt cỏ đẹp vì à, câu bộ Hà Nội họ đang đá ở AFC Champions League ở đó mà. BH nghĩa của nó là những ai không xem chương trình thì đừng vào đây phá nhé. Ở ngoài kia còn rất nhiều trang thoải mái nói gì thì nói nha. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một phần, một phần lớn là để cho những cái trang mà nó không bao giờ có thông tin ấy. Nó đừng có ngậm máu phun người. Nó đừng có nghĩ là ai cũng kém như chúng nó <laughs> Thật sự là buồn Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn Còn à, thôi thì tùy đúng không Mỗi người một cách Mình thì bao giờ cũng thế Mình luôn luôn mong muốn là được các bạn nhớ đến Với tư cách là một phóng viên săn tim Tức là nhiều người nói là Ông này chả phải nhà báo đâu Rồi thế này thế kia Xin lỗi luôn chứ các bạn đấy có khi cuộc đời các bạn đấy cũng Chưa bao giờ nhìn thấy những cái thẻ nhà báo đâu Đúng không ạ còn mình có thẻ nhà báo hay không thì thực sự là mình cũng chả làm gì mình phải khoe làm gì cả Vì nó không phải là một thứ đồ trang sức Cái đó để làm giúp chúng mình làm nó tốt hơn Và sau khi rời khỏi báo bóng đá thì mình cũng đã gửi lại chiếc uh, thẻ nhà báo Dành cho dành cho phóng viên của báo bóng đá Và mình gửi lại tổng biên tập Mặc dù tổng biên tập nói là không đây là của mày mày cứ mang đi đi Nhưng mình bảo không cháu cảm ơn chú và cháu không mang đi Cháu sẽ để lại vì tất cả những cái gì tài sản của cơ quan cháu sẽ để lại nếu như ở trong đấy nó chỉ ghi là nhà báo minh hải mà không ghi là của báo bóng đá thì mình sẽ mang đi nhưng nó ghi là của báo bóng đá thì mình không còn là người của bóng đá nữa thì cái đấy không còn là tài sản của mình nữa thì mình sẽ trả lại giống như kiểu mình trả lại cái bàn cái ghế hay là cái cái máy tính sau đó thì mình sang bóng đá tv rất nhiều người bảo là thế bây giờ làm lại cái đơn để lấy thẻ nhà báo mình nói là chẳng nhẽ bây giờ mình đi phỏng vấn các cầu thủ mình mang thẻ nhà báo ra làm gì hay là mang cái thẻ nhà báo ra là chỉ để xin uh, các anh ấy là đừng có bắt phạt mình khi tham gia giao thông còn mình nói thẳng luôn là khi các đồng chí làm nhiệm vụ nếu mà trong trường hợp mà mình sai mình rất là mình rất là cẩn thận xuống tận nơi hỏi là vì sao lại như thế mình cũng đã từng bị công an bắt công an giao thông bắt rồi đó xong mình xuống mình nói ok các đồng chí đầu tiên là cho mình hỏi thứ nhất là mình không biết mình vi phạm lỗi gì vì sao lại như thế đấy thì bảo à đây nó là như này như thế kia xong mình bảo ok thế thì cho mình làm việc Mọi người bảo thôi anh đi làm đi em biết là anh đang rất là vội thì nói chung là những người đi làm nhiệm vụ thì họ thường có những cái chia sẻ với nhau đấy và cái quan trọng nhất là kể từ sau đó là mình không bao giờ vi phạm lại cái lỗi đấy nữa. Đó. À cộng thêm một cái nữa là nhiều người cứ bảo là thôi cứ đưa cái thẻ ra mà thực ra các bạn đấy các bạn ấy cũng không hiểu là người ta còn có một khái niệm nữa đó là nhà báo tự do đúng không ạ nhà báo tự do chứ còn các bạn đừng nghĩ là, là chỉ cần có một cái thẻ đã trở thành nhà báo chiếc áo đúng là chiếc áo nó không làm nên thầy tu đúng không ạ nó đơn giản là như vậy thôi nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn nắm được thực ra là để thứ nhất là củng cố lại cái niềm tin cho tất cả mọi người khi các bạn xem được ở đâu đó người ta nói thế này thế kia thì các bạn đừng bị lung lạc cái thứ hai nữa là khi các bạn mà làm hoặc là các bạn đọc được ở đâu đó thì các bạn biết được à thằng minh hải nó đã từng nói như vậy và các bạn nên hiểu là cái câu chuyện mà chúng ta đi săn tin chúng ta xử lý thông tin và chúng ta truyền tải thông tin như thế nào các bạn nhìn thấy là cái câu chuyện của mình là đôi khi nó rất là rẻ rặt hôm nay thực ra là vạn bất đắc dĩ mình mới phải nói cái câu chuyện về thầy công đấy và bởi vì là không ai muốn nói về cái chuyện thầy công làm gì cả tự nhiên nó lộ hết cả bí mật quân cơ <laughs> nhưng mà thôi không sao mình nghĩ là chắc là huấn luyện viên công ngô cun cũng như là người đại diện chắc chẳng trách mình đâu vì đây nó là những Tất cả mọi người đều mong muốn có sự thật mà. À, có một cái nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái này nó khá là hay. Mọi người nói là thế bây giờ cứ tôn trọng sự thật như thế thì liệu có mất các mối quan hệ hay không? Mình cũng mất rất nhiều những mối quan hệ. Nhưng mình khẳng định luôn với các bạn là sự thật nó là sự thật. Mình không để cái tình cảm cá nhân nó len vào cái câu chuyện này. đó Mình đã từng bị một uh, cầu thủ rất nổi tiếng. Thậm chí là giận luôn. Nói là em đã từng... Uh, như thế này như thế kia với anh rồi bố em đã từng thế này thế kia với anh nhưng mà tại sao vậy và mình đã chia sẻ với bạn tất cả những nguồn thông tin để cho bạn ấy thấy là bạn ấy có thể không biết về cái tính toán ở đằng sau lưng của câu lạc bộ nhưng mình có thông tin đó thì mình phải đưa đến khán giả và mình cũng đã chia sẻ với bạn đấy còn bạn ấy nghĩ nào ấy tùy đúng không ạ còn mình thì nói thật luôn là khi đã làm việc rồi là cố gắng gạt bỏ cái tình riêng ra còn nếu ai đó mà cứ nghĩ là chơi với mình để có thể tận dụng được cái tình cảm của mình để có thể được mình ưu ái hơn thì xin lỗi là không có đâu. Vì ngay từ đầu mình đã được dạy là phải trở thành một nhà báo thực sự là công tâm và phải cố gắng làm sao là phải làm tin tức, câu chuyện bình luận trên một cái vị trí trung lập và mình đang cố gắng thực hiện điều đấy một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được dừng luồng livestream tại đây và rất xin lỗi các bạn vì cái trục trặc trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin được kính chào, tạm biệt.